Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng với cử tri trong cả nước, đúng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nô nức phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch, trong đó người dân và du khách không được phép tắm biển. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất thì công tác chuẩn bị rất quan trọng. Đặc biệt đối với cử tri vùng ven biển, công tác tuyên truyền bầu cử được các địa phương đặc biệt chú trọng bởi có nhiều ngư dân thường xuyên đánh bắt hải sản dài ngày trên biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cùng với cử tri trong cả nước, đúng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 5, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nô nức phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khu vực bầu cử số 9, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 có 573 cử tri của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã Tam Quang, gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 516, Đại đội Vận tải Thủy, Quân khu 5, Trung đội Kho xăng dầu, Cục Hậu cần, Quân khu 5, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức bầu cử trong điều kiện đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, lực lượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau, nhưng Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo cho 100% cử tri là cán bộ chiến sĩ do Bộ Tư lệnh Vùng quản lý đều được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử. Trước đó, tàu cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển 8002 đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5 năm 2021 tại xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, tại khu vực bầu cử số 9 xã Tam Quang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 có nhiều biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng quy định. Cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị trên địa bàn thuộc khu vực bầu cử số 9 đều phấn khởi, tin tưởng lựa chọn cho mình những đại biểu có đức có tài, đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ của nhân dân và quân đội. Cùng với các lực lượng ở tại khu vực bầu cử số 9, các tàu làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng ở huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ và một số địa phương khác cũng đã nhanh chóng bầu cử để tiếp tục làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn bầu cử trên hướng biển của Tổ quốc. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu tổng hợp của Bộ Tư lệnh Vùng không ngừng được nâng lên, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, nâng cao hiệu quả của vận động 50 về quản lý vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, trọng tâm là chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân. Các mô hình đã góp phần nâng cao tinh thần tương thân tương ái, năng động sáng tạo, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tăng cường tình đoàn kết, quân dân xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 49 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận quân đội trong tình hình mới, từ đầu năm 2017, Cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu triển khai một số mô hình dân vận, trong đó có chương trình Cảnh sát biển đồng hành với người dân tại các địa phương có đảo xa đất liền. Cụ thể hóa chủ trương này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng chân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giúp đảo gần bờ hơn, tạo điểm tựa cho người dân vươn khơi bám biển.
Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ đồng hành cùng ngư dân trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiến hành cứu kéo thành công hàng trăm phương tiện, đưa gần 600 ngư dân về đất liền an toàn. Mỗi khi nhận được thông tin cầu cứu từ các tàu, dù điều kiện thời tiết xấu hay bất kể nguy hiểm nào, thì những tàu cảnh sát biển vẫn sẵn sàng ra khơi để cứu nạn, đưa nhiều ngư dân thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh. Mà khi người ta mà tới được tàu mình rồi á, là tăng công suất, phải nói rằng là cái công suất không thể tưởng được. Là đây là ăn năn người ta đã cứu mình là cũng do như nếu như không có cảnh sát biển là chắc chắn và 12 ngư dân trên tàu 91594 của tôi là chắc chắn là không về được. Qua 2 năm triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, các xã đảo, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển đảo, tham gia có hiệu quả xây dựng các xã, huyện đảo theo nội dung xây dựng nông thôn mới, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Qua đó, đưa công tác dân vận giữa lực lượng cảnh sát biển với các địa phương đi vào chiều sâu, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi thấy như vậy là đã thu được rất là nhiều kết quả tốt. Cái điều quan trọng đó là cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương cũng đã rất là ủng hộ vào cuộc để mà triển khai thực hiện mô hình này. Sinh thời Bác Hồ từng cho rằng quân với dân như cá với nước, bài học ấy không chỉ có ý nghĩa to lớn trong thời chiến tranh mà ngay cả trong thời bình. Chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân với nhiều hoạt động ý nghĩa này góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin cho ngư dân hoạt động sản xuất trên biển, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch. Trong đó, người dân và du khách không được phép tắm biển. Ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu cấm biển. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có lệnh cấm tắm biển, lực lượng chức năng các địa phương đã dán thông báo về việc dừng hoạt động tắm biển và giăng dây cảnh báo tổng cộng 33 km đường ven biển của thành phố. Thông điệp 5K trong phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được đặt dọc tuyến đường ven biển. Lực lượng chức năng của địa phương và của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng được bố trí tại nhiều vị trí để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách không tắm biển và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Ban Quản lý tiếp tục là bố trí 100% quân số thực hiện trong công tác mà tuyên truyền người dân và du khách, đồng thời là phối hợp với các lực lượng địa phương, công an, quy tắc tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách chấp hành trong việc mà không tắm biển. Đối với nhiều người, dù là người dân Đà Nẵng hay du khách, thì việc không thể tắm biển là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, đa số đều bày tỏ đồng tình và chấp hành nghiêm túc chủ trương của thành phố để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù là rất là buồn và cũng có những cái thiệt thòi cho người dân ở trong cái thành phố biển, nhưng mà cũng phải chấp nhận. Mình đi đến đây du lịch cùng với những người bạn thân bạn của mình trong một nhóm thì biết tin cấm tắm biển từ tối hôm qua, mình cũng thấy rất là buồn, nhưng mình rất ủng hộ vì chung tay phòng chống dịch cùng mọi người ạ. Đồng ý hoàn toàn là dừng hoạt động tắm biển. Cũng khá buồn khi các phòng trọ khá nóng vì không có biển để chúng tôi ra tắm hàng ngày. Đây là lần thứ hai Đà Nẵng phải đóng cửa bãi biển để chống dịch COVID-19. Trước đó, trong đợt dịch bùng phát hồi cuối tháng 7 năm ngoái, thành phố cũng đã áp dụng lệnh cấm các hoạt động trên bãi biển trong 45 ngày. Và với việc phát hiện ca COVID-19 trong cộng đồng ngày 3 tháng 5 thì quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng như các bãi biển du lịch, nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách với mong muốn thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 5 vừa qua, cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và để cuộc bầu cử diễn ra thành công, với tỷ lệ cử tri đi tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất thì công tác chuẩn bị rất quan trọng. Với cử tri vùng ven biển, công tác tuyên truyền bầu cử được các địa phương đặc biệt chú trọng để có thể huy động ngư dân về đất liền tham gia bầu cử đúng thời gian quy định,
bởi nhiều ngư dân thường xuyên đánh bắt hải sản dài ngày trên biển, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có hơn 27.000 cư tri, trong đó cư tri là ngư dân làm nghề đánh bắt khai thác hải sản và hậu cần nghề cá chiếm số đông. Để ngư dân có mặt đầy đủ trong ngày bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình, thời gian qua địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử. Tuyên truyền trực tiếp, đặc biệt là các tờ rơi, thông tin điện tử, thông tin trên mạng và đặc biệt là các sinh hoạt định kỳ của các chi hội để tuyên truyền bầu cử cho hội viên nông dân. Làm sao 100% hội viên nông dân phường Thọ Quang phải tham gia bầu cử đầy đủ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ngư dân ở các địa phương ven biển đã nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử, nên các tàu đánh bắt hải sản đã sắp xếp lịch trình đi biển phù hợp. Bỏ ra một ngày hai ngày nữa để mình cố gắng mà đi bỏ cái lá phiếu, vì cái lá phiếu của mình rất quan trọng trong cái ngày 23 tháng 5. Mình không làm ngày này thì mình làm ngày khác, cho nên có tiếc cũng vậy thôi. Mình cũng phải dành một ngày nào để cho một ngày bầu cử được tốt đẹp. Thành phố Đà Nẵng có hơn 1.200 tàu cá với hàng ngàn lao động nghề biển, trong đó rất nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ phải ở liên tục ngoài biển từ 10 đến 20 ngày. Để đảm bảo quyền lợi cho các cử tri này, cách đây hơn một tháng, các địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền cho ngư dân chủ động sắp xếp trong công việc. Đối với các cái phương tiện mà ngoài tỉnh vào đây á, thì chúng tôi tuyên truyền là một á, là có thể về địa phương để đảm bảo công tác bầu cử các hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu quốc hội. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ngành địa phương, công tác bầu cử tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung đã diễn ra nghiêm túc, phát huy quyền nghĩa vụ của công dân qua từng lá phiếu. Từ sớm ngày 23 tháng 5, tất cả cử tri đã rất phấn khởi đi bầu cử. Kỳ vọng của ngư dân quận Sơn Trà là những đại biểu ứng cử đợt này thì phải quyết tâm và làm những gì mà mình đã hứa để cho thiết thực cho dân, cho nước. Chúng tôi là những người đánh bắt ở đảo Hoàng Sa, nhưng mà nghe tuyên truyền vận động của nhà nước về cái bầu cử hội đồng nhân dân, chúng tôi đúng ra là ở lại, nhưng mà tôi đã động viên cho anh em để về cho kịp. Công tác triển khai các bước cho cuộc bầu cử ở các khu vực ven biển đã được thực hiện một cách dân chủ, đúng luật. Những lá phiếu của những cử tri thường xuyên đi biển dài ngày này đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của ngày hội toàn dân. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những kiến thức về biển đảo trong một hỏi đáp kiến thức pháp luật. Câu hỏi: quy định về nội thủy của Việt Nam. Trả lời: theo điều 9 và 10 của Luật Biển Việt Nam năm 2012, nội thủy của Việt Nam là vùng nước tiếp giáp với bờ biển phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam. Theo quy định thì nội thủy bao gồm cửa sông, vùng vịnh, cửa biển và vùng nước ở phía trong đường cơ sở và giáp với bờ biển. Nhà nước thực hiện chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ đối với nội thủy như trên lãnh thổ đất liền. Câu hỏi: tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong nội thủy Việt Nam phải chấp hành những quy định gì? Trả lời: tàu thuyền, máy bay nước ngoài khi hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam là đang ở trong lãnh thổ Việt Nam, cho nên phải tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các hoạt động trong vùng nội thủy của Việt Nam, như việc cấp phép bay, lưu thông hàng hải, phân luồng, lạch đi lại, quy định của các cảng biển, cũng như những quy định khác về an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng, kiểm dịch, y tế, hải quan, v.v. Đến đây, xin khép lại chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của chương trình.